Những chiến sĩ tiêu binh với những động tác điều lệnh đều đẹp uy nghiêm đã trở thành hình ảnh thiêng liêng và rất đỗi thân thuộc với biết bao người dân về thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để được khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành người chiến sĩ tiêu binh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt canh giấc ngủ cho người là cả quá trình rèn luyện vất vả, khó khăn và nhiều thử thách với mỗi chiến sĩ đoàn 275. Mỗi bộ chì chân nặng gần 3 kg và mỗi bộ chì tay nặng 1,5 kg. Đây là nội dung huấn luyện bắt buộc đối với mỗi chiến sĩ đội tiêu binh danh dự. Quá trình huấn luyện này không chỉ đòi hỏi về sự kiên trì, sức chịu đựng, sức khỏe tốt và còn đòi hỏi tinh thần thép cao. Các chiến sĩ trong đội tiêu binh cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng về quân dung và hình thể. Để trở thành chiến sĩ của đoàn 275 đã khó, để đứng trong đội tiêu binh danh dự còn khó hơn nhiều. Bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được trực tiếp được tuyển chọn vào Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm vinh dự và tự hào đó được thể hiện trực tiếp khi tôi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ yên giấc ngủ cho người. Niềm vinh dự và tự hào đó càng được nhân đôi khi tôi được tuyển chọn vào đội tiêu binh danh dự, được trực tiếp thực hiện các nghi thức nghi lễ hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc thuần thục các động tác điều lệnh, để có thể ra thực hiện nhiệm vụ thực tế, mỗi chiến sĩ phải rèn luyện thêm nhiều nghiệp vụ khác. Đơn giản như động tác khiêng hoa này, các chiến sĩ phải có cả một quá trình uốn nắn, sửa và hoàn thiện động tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ thực tự nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, mỗi một giờ làm việc, mỗi một ca gác là một ca chiến đấu để phục vụ tốt nhất cho cái nhiệm vụ chính trị và không được để xảy ra sai sót. Được tuyển chọn khắt khe và trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt ngay từ khi còn là chiến sĩ mới, những chiến sĩ ưu tú nhất vinh dự trở thành người lính cận vệ bên lăng Bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được lựa chọn, tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ toàn quân và thanh niên của cả nước khi nhập ngũ về đơn vị. Chính vì vậy, việc rèn luyện, học tập ở đây cũng đặt ra một cái tiêu chí rất là khắt khe, rất là nghiêm túc từ quá trình rèn luyện từ thực tiễn cho đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hơn 48 năm qua, ngày qua ngày, đêm qua đêm, những bước chân của chiến sĩ tiêu binh vẫn nhẹ nhàng, lặng lẽ để giữ yên giấc ngủ cho người.